Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Quan trọng là lút đồ đều chạy cái đã không ơi, rồi là tập trung sau làm gì mà căng. Nhà đồ đó. Cứ bảo pick nhảy chung một chỗ thì đồ đâu súng đâu mà chơi, chết mẹ. Bên tôi tiếng thằng nào nó kêu ạ. Bên tôi không ơi, bên tôi 240 đã có một đứa này. Đâu, chạy qua solo luôn đấy chứ. Đây, trong nhà, đang ra kìa, bãi này. Đây rồi, đậu xanh, đây rồi, ok. Ok, hay lắm. Úi dồi ôi, và đây chính là mạng đầu tiên đến từ vị trí của sĩ kẹo nha. Mạng ngoài ra thì kẹo đã có được luôn cho mình một khẩu súng tiểu liên MP40. Ê bạn đây, từ, tôi nghĩ là tôi tự kiếm được đạn tiểu liên không ạ? Đang tính sĩ đạn nhưng mà thôi đầu trận mà đang đây đi kiếm được. Đạn tiểu liên thì có khó gì nha mày, ok. À, bên này kẹo vừa đổi qua được ska nhá mọi người nhá. Wow, chỗ này chúng ta sẽ có thêm được đạn súng chữa này, ok. Let's go, có phía này coi. Quan trọng là kẹo sẽ phải kiếm thêm được đạn tiểu liên thôi. 4x này. Ê. À 4x kẹo mình có rồi. Đây, bên này thường cả 1x này. Nhặt mình ship đây. Đây, tôi ship cho. Từ tôi nhặt cho ông ngắm cái đã. Chết mẹ rồi. Lên cứu đi. 1x đây, ok. Có gì hả? Ê bạn đây, bên dưới đã có người, đậu xong. Tôi đang ham mạng ở phía dưới cái đã. Cứu bạn ơi. Kệ không, tôi đang quất mấy đứa ở phía dưới cái đã. Phía dưới cũng đang có một team này. Con Yên lên xe bạn đây. Xuống đây, support các bạn ơi. Con Yên, lên xe mình chở xuống dưới. Đây có một đứa này, tôi đang lùa đứa nó. Mà chưa thấy đâu không ạ, nó chạy đâu rồi ấy. Đây à, ui đây à. Đây à. Ok nóng nha. Clear luôn. Nào. Okay, thôi đầu tư cho đi bộ nhá. Các bạn đâu rồi? Các bạn đi bộ á? Thôi đi bộ mệt mỏi quá. Mình sẽ đổi qua format luôn anh em ơi. À thằng nào cạnh tôi vậy? Câu à? Tớ đến nào? Đây qua đây cho cái 4x này câu này. Hey, mấy bạn đây, friend. My friend 4x này các bạn ơi. Ok, thế rồi. Đồng 2, đồng 1 này, bạn nào lấy thì lấy này. Ok. Mình lấy thêm cái đồng 2 luôn. Hello mọi người, cả đây ạ. Ủa, trên nhà, trên nhà hả? Lên các bạn đây, xử nó. Ok, xong rồi, một quả bóng đi xong rồi. Hay quá nhỉ, bạn tôi được, good game. Em bên kia, tôi tưởng nhà bên này, ông. Ok, qua luôn. Nãy là tôi cũng vừa hạ cụ được thêm một đứa nhà bên kia ấy. Thế là mới chỉ có hai đứa thôi à? Thế cho nó còn nhiều. Đây, chúng ta đang chơi team squad, cơ mà team mình chưa có 3 đứa thiếu người. Đấy, team tôi là cứ phải như vậy anh em ạ, toàn có chơi thiếu người thôi à. Cần gì đủ người vẫn gánh team top 1 bình thường anh em ạ. Đây ok, các bạn ơi, các bạn đâu rồi? Bên này lấy xe này. Top 1 đi anh, ok, kẹo sẽ cố top 1 nhé mọi người. Đây, my friend. Đây, nó là cái mặt nạ trôn anh em ạ. Hôn nhiên đi xe bạn này. Đi xe bạn ơi. Thích tạo cho mình một con đường riêng ạ. Có gì nó thích đi xe riêng không ạ? Ok. Ê, sát thủ ấy. Này, ở đây, cho tôi nghe à? Đâm nó. Knock nhá, ui. Căng vậy. Ui, các bạn ơi, còn một đứa. Nơ, ở cái nhà, NE này, NE, cứu tôi. Một đứa cứu tôi. Dựng thêm mai lên, NE, cứu. Ok, good game. Bad friend. Tí chết anh em ạ. Cái vãi trưởng để hôn nhiên nó cứu. Ok, knock một thằng rồi. Các bạn ơi. Từ các bạn đây, mình bơm máu cái đã. Cái này mới chửi, không ngờ là chỗ này nó có một cái đứa ở phía trên nó canh ấy. Thằng nào ấy? Đây, chịu không ạ? Từ chờ xíu. Làm gì mà căng. Chỗ nào đấy mọi người ơi. Ok, hết sức luôn rồi. Căng vãi chửi. Không hiểu sao team tôi cho nó bắn căng vãi chửi anh em ạ. Đến giờ của SK team cục xúc anh em ấy, đứa nào cũng sợ hết mạng mà. Kiểu như thế, chơi game kiểu cục xúc vãi chửi, ok. À, chúng ta đã có thêm một số đạn tiểu liên này. Qua đây coi. Quan trọng là qua đây loot xác cái đã. Đi xe 4 đi các bạn đây. Có giáp chống nổ á, chắc là kẹo không để ý rồi, sorry anh em nha. Nhiều khi là chơi game, tập trung chơi game quá. Với lại kiểu nó vướng góc nhìn ấy. Các bạn nên là kẹo có thể là đã sơ ý là không có. Ê, sao? Không có lượng thêm cái giáp chống nổ nhá. Sorry anh em. Chỗ nào vậy? Nhà này trên tầng à? Tầng 2 á, phải không vậy? Như tầng 2. What the hell? Không có. Không có, ở ngoài coi. Chỉ ở quanh đây rồi. Đâu vậy?
Ui trong nhà, đây có công nhà, công nhà công ơi. Cái đầu xanh. Ui các bạn chơi gắt quá cơ. Xây nó. Xây nó các bạn. Các bạn để nó chặt tay không chặt tay quần áo về. Mấy ông chơi gắt thế, cái đỉnh nó cũng chịu, nó sống làm sao được. Quay trở lại chiếc xe của chúng ta. Okay. Giết xong quay lại nhặt sắp 4. À cho tôi kẹo quên thế à. Đây xe các bạn ơi. Đây đi luôn. Đang mải chơi game quá anh em ạ nên là quên thôi. Sorry anh em, à, chúng ta sẽ chạy qua lần này coi. Bây giờ là lên cánh đồng công ạ. Sẽ lên cánh đồng. Kết bạn em đi anh. Úi sổ ơi em ơi, anh full bạn rồi đâu có kết bạn được đâu em. Em sẽ chạy lên phía cái đồng coi. Ê trong mặt có một chắc nha. Được kia. Chạy thẳng. Đây có thính, có thính này. Thính ngay cả đây luôn, chạy qua lượng thính trước công ạ. Ok. Chắc là không có team nào đâu. Ê, các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn làm gì vậy? Thằng ở sau nhá. Nào vậy, thằng nào vậy? Bên nó chạy, xe. Hey, chỗ nào đây? What the hell? Đi đi, chỗ nào các bạn ơi? Biết, chỉ ở quanh UAV có ai không? À đây, đây, ok, ok. Ngay trên đường cơ ạ. Mãi đoạn đường phía xa xa ấy. Ok, ok. Hay quay lại lấy mà chắc đi. Ngay đoạn này, ok, ok, không sao, sao. Sợ gì? Công chú ý quan sát quanh hộ từ cái. Trong mặt đã. Thế rồi, thế rồi ạ. Nó chạy xe máy, Đây, ok, đi xe này nhanh. Wow, let's go. Các bạn làm gì vậy? Các bạn phá xe à? Bạn cũng đi giống mình à? Không, đi bye bye, sát thủ, bye bye. Xe máy, rồi, nó rồi. Đâu giờ? Đậu xanh. Hồ Nhi ơi, trời càng quá nhỉ. Tôi sợ ông đấy. Tôi sợ ông rồi đấy Hồ Nhi ạ. Ông lại trời càng quá nhỉ. Ê, quay lại lấy Malachak đi cậu. Malachak á, lấy xe. Có thằng nào bán xe đây. Để xin đây Malachak, để xin mình quay lấy Malachak. Hồ Nhi đi bộ đi, à quên, cho nó Hồ Nhi đi xe máy. Lấy xe, nhanh. Okay, mấy hiểu sao Hồ Nhi nó định giã xe của mình bạn ạ. Thằng rẻ tiền này. Đây chúng ta sẽ gọi chạy qua và lấy mặt chắc cái đã. Kệ. Sợ đếch gì chạy qua cướp lại xe luôn, ngại gì không? Sao mày ngại chúng nó? Em chạy. À đây, ok, đây rồi. Rồi ơi. Đây rồi. Ui mặt chắc bay anh em ơi. Đậu xanh mặt chắc bay này. Đậu xanh mặt chắc bay này. Chỗ nào bạn đây? Sao từ mắng á? Em mình đây bạn ơi. Ok, làm gì mà căng từ. Làm gì mà căng đây? Ui Hồ Nhi đang chạy qua như kiểu là một thiên thần. Quá là hay. Ok, đây ông ơi. Chỗ nào? Em ghép. À thế rồi ông ơi. Đang chạy lên này. Mình không chờ đâu, xuống đi. Đây, ui Hồ Nhi ơi. Đang tính tông ăn mạng Hồ Nhi nó lại bắn xong rồi nha em ạ. Thế xong khỏi ăn mạng luôn. Ok, mình sẽ lấy thêm đạn tử liên này. Ok. Rồi nhá. Mới đã có được 7 thứ máu, tuần này là ổn rồi anh em ơi. Quay lại lấy Mantachak để chở team đi anh em ơi. Mantachak bay trên không như này mới gọi là gắt anh em ạ. Hello sĩ, sao không có anh không like vậy? Bởi vì là anh hơi bận. Công chuyện cá nhân này anh không có like thôi, các bạn hỏi nhiều nhỉ. Nãy giờ thì kẹo trả lời mấy comment rồi. Ước Clay hôm nay nó lại off hết rồi anh em ơi. Clay hôm nay không biết là sao nữa, hôm nay off hết rồi, chưa có ai Clay online cả. Lấy xe bạn ơi. Thằng nào gầy mìn đây? Chắc là Hồ Nhi à? Ừ. Hồ Nhi giải mìn để hãm hại đồng đội à? Không, chắc là để phá xe. Đứng trước mặt nha. Ôi, nói chung là đang có đông người lắm công ạ. 165 nha. Bao nhiêu đây? 165 á? Ok. Chạy qua luôn anh em ơi. Chạy qua luôn nhỉ. Wow. 165 đâu không? Mãi cái chỗ phía đấy. Cuối mà. Đây, à đây, quay lại. Quay lại, nguyên một team này. Một đứa. Đây, ok. Đám cái thằng gục. Kìa kìa. Ok, cái bạn phải định rồi. Ui các bạn ơi, căng vậy các bạn ơi. Ok. Gắt vậy các bạn ơi. Bên này có 2 team ấy. Gắt vậy các bạn ơi. Các bạn lại chơi gắt quá cơ là mình sợ đấy. Đừng đứng ở đây. Sợ đấy gì công? Câu đứng cẩn thận mà là ok. Câu lại chắn đường của nhau thì thật sự là hơi chịu thua ấy. Nó mà dã một quả phóng lựu thì thôi xong.
Nhà nào các bạn ơi, nhà nào các bạn ơi. Mình sẽ lúc thân đồ nào, rồi đó. Nhà nào đi. Khá là nhiều đồ ngon đấy. Con đi kêu nhà này của người này. Nhà nào các bạn ơi, nhà nào các bạn ơi. Không biết chỉ ở bao nhiêu không? Có chỗ đấy không? Ok ok. Chào con luôn. Đây, à, hôm nay thì 11:30 cạo người like nha mọi người ơi. Cậu tự xuống, cậu lượt lên. Cậu lượt lên cho nó luôn, sao phải ngại. Ủa chỗ này có gì vậy? Đang lên chỗ này có gì vậy anh em ơi? Ui. Ok đã xong. Một đứa ở dưới, một đứa ở dưới. Bắt đầu heo, lấy con chắc đi cậu ơi. Ơ nó qua bên này từ khi nào vậy? Tôi nghĩ là bên trên thằng khác chứ. Không, xong rồi đấy. Cũng thật đấy à? Ok ok. Để mình đấy mà chắc quay lại nhá. Đây quay lại đây. Tôi lấy tạm xe 4 chỗ tôi chạy ông ạ. Đây tôi lấy mà chắc cho. Ok ok. Tạm 4 chỗ chạy anh em ơi. Team chúng ta có 3 người thôi mà bạn làm gì đào đâu ra 4 người. Không bảo lấy xe team 4 đi cho nó ấy, đi cho okay, nó ok. Team squad cũng được. Chúc anh thông 1 thank you em nha. Bảo chúc các bạn có một cái buổi tối xem live vui vẻ nhá. Sau 30 đây có xe này. Cô Nhi nó lại chuẩn bị sấy rồi. Người đâu chạy bò. Có thể ở đâu? Đi bảo người drone thính nhá. Đâu thấy đây đâu 60 á đây. Ăn rồi. Nó chơi ngộ không hay là S năng ngộ không ấy. Sau cái Đây này ông ơi. Ui Huỳnh Nhi ơi, cái S chuẩn lắm bạn ạ. Mình đang sấy bạn ơi. Wow. I am so sad Huỳnh Nhi ơi. I want kill. Mình muốn kill bạn. I'm so sad. Mình đang rút đồ cái đã bạn ơi. Vừa rút được khẩu ra bạn ạ. Coi như là phần đền bù từ Huỳnh Nhi. Việc Huỳnh Nhi cãi mạng. Chạy đi ông ơi. Ok. Để chết thử coi. Chúc anh thứ 1, ok em ơi. Các bạn chúc anh thứ 1 nhiều quá, thank you mọi người nha. Ván sau đá chim anh sĩ mới được. Ok cho anh em đá thoải mái luôn. Ui các bạn ơi. Người nào đây? Nhìn xem. Như vậy. Chạy thẳng. Đúng rồi, chạy thẳng ơi. Đâu phải. Tông nó cái đá. Nó chạy. Vào nhà hả? Đậu xe này. Ui. Gắt vậy. Ok đã xong. Các bạn chơi gắt vậy. Ui. Căng các bạn chơi gắt quá nhỉ. Sao giả hả? Đông ơi. Dần ở đây. Đây rồi. Ui. Các bạn ơi, căng vậy. Chỗ như có người thì phải. Ui Huỳnh Nhi ơi. Gắt vậy. Hết mạng rồi nha em ơi. Sao các bạn chơi căng vậy hôm nay các bạn? Ê Goza này, Goza các bạn ơi. Đâu? Huỳnh Nhi sẽ thủ ai Goza này. Đâu? Hình như là Huỳnh Nhi có rồi, nên là Huỳnh Nhi chê bạn ạ. Goza này bạn ơi. Lượm nó, ok. Đây qua lấy xe chạy đi ăn mạng công ạ. Sẽ thủ ai lấy xe không ơi? Lên. Huỳnh Nhi ơi. Huỳnh Nhi ơi. Huỳnh Nhi vào bò rồi à? À Huỳnh Nhi chuẩn bị ăn mạng này. Huỳnh Nhi ơi, không được đi lẻ à? No đi lẻ à? If I đi lẻ, I die. Wow. Huỳnh Nhi ơi, tại sao bạn lại đi lẻ? Vậy bạn định ăn mạng một mình phải không? Mình thật là không ngờ khi có người đồng đội như bạn. Để xe bạn ơi. Nhanh sắp top 1 rồi ông ơi. Để xe nào. Ok. Còn lại là 4 đứa. Các ông có nghĩ là chúng nó cùng một team với nhau không? Thì kìa. Ê các bạn ơi. Trong mặt thế rồi. Ok, ăn con mạng à? À, dùng một kèo ra, càng quá nhỉ. Khá quá nhỉ. Ok. Đã xong. Đây các bạn ơi, Huỳnh Nhi ơi. Huỳnh Nhi bỏ team à? À, Huỳnh Nhi bỏ team à? Láo thật. Ok. Chạy đi Huỳnh Nhi ơi. Ok. Mình ngồi sau cảm giác dễ chết kiểu gì. Dễ chết làm sao được ông? Xe này cảm giác chắc chắn lắm ông ơi. Hai đứa. Tông luôn. Nguyên một team. Bây giờ bên này hai đứa này. Ok. Huỳnh Nhi, sau tảng đá Huỳnh Nhi. Đâu thì nhá. Bên sát thủ đâu. Ok nhân giống. Yes, tuyệt vời. Các bạn ơi, bật ghế ăn mừng các bạn ơi. Bật ghế ăn mừng nào. Các bạn không đứng trụ lại với nhau à? Bật ghế ăn mừng nào các bạn ơi. Bật lên nhanh các bạn ơi. Bật lên. Lên. Ok. Tuyệt vời anh em ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like
và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.